Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
thường mình giao dịch tất cả qua ngân hàng thì chẳng ngân hàng nó chuyển về những cái tiền đấy là những tiền của người Việt Nam mình chuyển về đâu nha, mấy triệu rồi, nhiều cái tiền, nhiều đợt. Kia bảo sao đấy.